Cô yêu ơi, cắt treo nương cung chân mày giấu chị tại Mai Sa được 5 ngày tuổi, hôm nay lên cắt chị, cô cảm thấy như thế nào? Trẻ hơn. Tại bây giờ là cô mới 5 ngày tuổi, cô thấy trẻ hơn nhiều chưa? Trẻ hơn. Cô có vui không? Vui. Thế hiện trạng, cô có nhớ hiện trạng của cô ngày xưa nó như nào không? Thì già hơn so với giờ đúng không? À, vì cái lượng da trùng, da dư, da chảy xệ ở trên cung mày đổ xuống quá nhiều, khiến cho cái mắt của cô nó bị che khuất 2/3 đuôi mắt đúng không? À, nên trông nó nặng nề quá ha. Dạ, và sau khi được y tá bác sĩ Mai Sa thiết kế thì xác định được cái lượng da trùng chảy xệ, bỏ hết đi, đóng khóa đường may đó lại bằng một cọng chỉ giấu luôn bên trong. Bởi vậy mà sau 5 ngày cô rút chỉ ra được. Nên nó đẹp ngay tức thì. Làm xong nó có bị sưng tím tái gì không cô? Không. Không hả? Trong quá trình làm cô có thấy khó chịu gì không? Êm á. Êm. Không có đau. Êm. Dạ, cô thấy y tá bác sĩ cho Mai sao cô như nào? Cô thấy giá cả như nào? Quá rẻ hả cô? Dạ, đúng là hàng hiệu giá bình dân cô nhỉ. Cô thấy cuốn cánh mũi tại Mai Sa có êm không? Không, dạ, không biết đâu. Vậy cái cánh mũi của cô sau khi được cuốn nhỏ lại, nó tròn trịa hơn, nó hình hạt chanh đẹp hơn rồi thì cô có thích không? Làm xong không hề thấy bầm tím tí nào luôn á, không hề phát hiện ra nó vàng màu hay là bầm màu trên da của cô luôn. Vì cái kỹ thuật hiện tại bây giờ nó rất là hiện đại tiên tiến. Bác sĩ nhà Mai Sa làm cho cô là hạn chế xâm lấn rộng này, hạn chế xâm lấn sâu này, có nghĩa là hạn chế xâm lấn á. Bởi vậy mà làm xong là cô sẽ đẹp liền luôn, không có cần nghỉ dưỡng gì cả, cũng không có bị sưng bầm tím như trơn đúng không? Và trước khi làm cho cô thì cô có thấy y tá bác sĩ nhà bên con kỹ không? Có kiểm tra sức khỏe cho cô kỹ càng không? Có kiểm tra kỹ càng thế này. Dạ. Nếu sức khỏe không tốt là không bao giờ làm cô nha. Dạ. Chị cũng cảm ơn giám đốc ở đây và anh chị em nhân viên hôm nay. Dạ. Tình là chị. Dạ. Dạ. Thế cô có điều gì gửi gắm đến cho tổng giám đốc của Mai sao không? Chị rất cảm ơn giám đốc Melissa ở đây. Dạ. Những em ở đây. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi hẹn gặp chị đợt sau để tới hôn môi nha. Rồi cảm ơn nè. Cảm ơn chị. Rồi.